À, xin chào các bạn. Thì cách đây khá là lâu rồi mình có hướng dẫn các bạn chạy worker của dự án Alora, và đây là cái hướng dẫn trước đây của mình các bạn ha. Thì cái hướng dẫn trước đây của mình hiện tại các bạn vẫn có thể sử dụng được. À, thì cái ưu điểm của nó là các bạn chỉ cần chạy một lệnh duy nhất ha, rất là dễ và cực kỳ đơn giản, không có phải rắc rối gì nhiều, và các bạn có thể nhồi nhét worker này hay cái topic này trong bất cứ một cái nốt nào, đúng không ạ? Bởi vì nó rất là nhẹ. Thì hiện nay Alora có tổng cộng là 6 cái topic các bạn ha. 6 cái topic. Như có nghĩa là nếu các bạn muốn chạy theo cái hướng dẫn đầu tiên của mình thì các bạn phải chạy 6 lần khác nhau và phải chạy trên 6 cái VBS khác nhau. Đây là một điều khá là dở ở thời điểm hiện tại. Và hiện nay thì có một bạn ở trên mạng mình, các bạn của mình đã cho mình một cái hướng dẫn là các bạn có thể chạy trên một VBS và đầy đủ 6 cái topic luôn, được chưa? Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy cái Alora Worker 6 cái topic ở thời điểm hiện tại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào với nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì các bạn cứ làm tuần tự được không ạ? Đây là gì? Cài Alora này các bạn. Thực chất của cái việc cài Alora này là gì? Để các bạn có thể tạo cho các bạn một cái ví thôi chứ không có gì hết ha. Thì sau khi cài xong thì nó báo install thành công này các bạn. Thì bây giờ cái việc của chúng ta là chúng ta thêm cái dòng này nè vào cuối cái file bash.rc này, được chưa? Thì ở đây người ta sử dụng Vim nhưng mà mình thì mình quen rồi cho nên mình sử dụng Nano các bạn ha. Vim với Nano, Vi với lại Nano thì nó cùng một chức năng là sửa chữa thôi, không có gì hết các bạn ha. Đây mình đã thêm rồi ha, các bạn chưa thêm thì các bạn thêm vào, mình đã thêm rồi thì thôi, Ctrl X. Sau đó các bạn chạy lại cái lệnh này để nó load lại cái file .bashrc này, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ tạo một ví cho cái worker node đây, đúng không ạ? Các bạn đánh vô đây. Rồi, ở đây thì đây là cái câu lệnh, còn cái từ mà nest một worker đó chính là tên ví, thì các bạn đánh tên gì các bạn muốn ha, wallet hoặc là youtube hay là gì đó thì tùy các bạn, được chưa ạ? Đúng không ạ? Còn nếu như các bạn đã có ví rồi thì các bạn đánh cho mình chữ trừ trừ rediscover, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn ấn enter, sau đó các bạn nhập mật khẩu và các bạn chờ nó, các bạn nhập cho mình seed phase vào. Còn nếu như các bạn tạo ví mới thì nó tạo cho các bạn một cái ví mới và có sẵn seed phase, được chưa ạ? Rồi ở đây mình đã có ví rồi cho nên mình sẽ không sử dụng nữa các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ phải đi faucet. Các bạn lấy được cái địa chỉ ví rồi thì các bạn đi faucet ha. Một ngày thì một ví các bạn sẽ faucet được 2 lần. Và mỗi IP thì một ngày các bạn được faucet tối đa là 10 lần. Có nghĩa là các bạn có thể faucet cùng một IP và 5 cái ví khác nhau. Rồi đây là các bạn query cái phần cái balance đó, là cái giá trị ở trong ví của các bạn xem nó đã về token chưa, được chưa ạ? Đây là cái gì, nó có xem cái ví đã tạo, là các bạn list đây nó sẽ tạo cho các bạn xem cái ví đã tạo rồi nè, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sudo apt update và sudo apt install git, cái này mình đã chạy rồi các bạn ha. Đây mình chạy lại cho các bạn xem. Rồi vậy là nó đã trải qua một chuỗi cài đặt và nó ghi nè, không có gì update mới và cũng không có gì mới được cài đặt các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái bước cài đặt Docker. Thì với máy mới thì bắt buộc các bạn sẽ phải cài đặt Docker ha. Máy của mình có Docker rồi nên mình sẽ không cài nữa. Đây các bạn có thể kiểm tra cái, sau khi cài xong thì các bạn sử dụng cái dòng lệnh này để các bạn kiểm tra cái Docker của các bạn. Active running là ngon lành, enable là ok ha. Rồi Docker version thì các bạn có thể đánh vào đây, thoát ra thì các bạn ấn Q và Ctrl C, được chưa? Nó ra Docker version cho chúng ta. Rồi tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có hai worker và mỗi worker này nó sẽ gồm có 3 topic khác nhau. Đây worker 1 sẽ gồm có 3 topic là 135 tương ứng với ETH, BTC và SOL trong 10 phút. Worker 2 tương ứng với gì đây? 246. Worker 2 sẽ gồm 3 topic là 246 và cũng sẽ tương ứng với lại ETH, BTC và SOL, nhưng mà cái này là 24 giờ, cái kia là trong 10 phút, được chưa? Trong 10 phút. Thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Cái này bỏ qua đúng không ạ các bạn? Đây nó cho các bạn xem thư mục hiện tại thôi, không có gì hết. Đây, các bạn chúng ta đang ở root này, tài khoản của mình là root này đúng không ạ? Rồi clone nè, giờ clone về thôi. Rồi ls này. Sau khi clone là các bạn sẽ có được cái thư mục này, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ chạy cái lệnh này. Rồi thì nó sẽ đổi cái thư mục này
sang thành cái thư vuột worker phase 10 phút này, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta CD chạy lệnh này, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta chạy cái lệnh này. Rồi à, thì chúng ta đang ở head origin main, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là gì, git checkout worker phase 10 ms, được chưa? Rồi tiếp theo bây giờ muốn thì các bạn sẽ kiểm tra lại xem nó đã về đến đó chưa. Rồi các bạn thấy không, nó đã chuyển từ main về worker phase 10 ms. Tiếp theo đây đó, các bạn thấy không, git checkout này, sau đó git rent lại thì nó ra cái này, đúng rồi, đúng, đã chuyển nè, worker phase 10 ms nè, đây worker phase 10 ms nè. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tạo ra ba thư mục, được chưa? Còn bạn nào không hiểu thì các bạn chỉ việc làm theo thôi ha. Tiếp theo các bạn sẽ sửa đổi cái file docker.compose.im này. Thì người ta sử dụng vi, còn mình sử dụng nano các bạn ha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ nhìn thấy cho mình cái chỗ cái dòng mà có just clap slim này ha. Các bạn sẽ xóa cái này đi, được chưa? Các bạn sẽ xóa những cái ở phía trong cái dấu ngoặc này đi. Rồi các bạn sẽ thay bằng 24 từ seed phase của cái ví của các bạn vào. Và các bạn sẽ nhớ cho mình là bởi vì mình chạy 3 worker, 3 cái topic là 1, 3, 5, cho nên là các bạn sẽ phải có thay cho tổng cộng 3 dòng. Đây một dòng này ha, đây một dòng nè, rồi đây một dòng nữa, được chưa? Mà sau khi các bạn đã thêm seed phase vào, được chưa? Thì chúng ta sẽ đi sửa một số thông tin như sau. Các bạn sẽ để cho mình ha. Rồi các bạn sẽ tìm các cái chữ container name nè, được chưa? Rồi các bạn sửa cho đúng chỗ này sẽ là gì, nó sẽ là net 1 ở update 1, thì các bạn thay cho mình là chữ net 1 bằng chữ alora, được chưa? Tiếp theo là đến cái worker worker 1, worker topic 1, được chưa? Các bạn cũng sửa cái container name này thành đúng cái tên này, alora topic 1 worker, được chưa? Tiếp theo đến worker 2, worker topic 3, các bạn cũng sửa container name thành alora topic 3 worker. Và tương tự đối với lại topic 5, các bạn cũng sửa cho mình là thành alora topic 5 worker. Sau đó các bạn lưu lại. Rồi các bạn thoát ra. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc sửa đổi cái file docker-compose.iml. Tiếp theo là các bạn chỉ việc chạy cho mình cái lệnh là gì, docker-compose-up-d. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ngồi chờ trong khoảng tầm 5 cho đến khoảng 10 cho đến 15 phút để Docker tiến hành cài đặt cũng như là chạy những cái dịch vụ cần thiết. Vậy là việc cài đặt đã thành công các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ha. Docker PS. Rồi các bạn sẽ thấy ha, topic 1, topic 3 và topic 5. Rồi thì các bạn sẽ để ý cái container ID ở phía trước này ha. Bây giờ chúng ta muốn check cái nào thì chúng ta check cái đó. Docker log s trừ f. Rồi bây giờ đến lượt cái ID. Rồi các bạn enter. Được chưa? Thì khi mà nó ra những cái như thế này có nghĩa là nó đã kết nối thành công rồi các bạn ơi. Nhưng mà nó không kết nối được với những cái địa chỉ này thôi, cho nên các bạn không phải lo lắng nha. Nó ra cái đỏ này thì các bạn cứ yên tâm ha, không vấn đề ha. Bởi vì sao? Khi nó kết nối được thì nó mới ra được cái thông báo đỏ này, được chưa? Rồi các bạn nhớ cho mình ha. Chúng ta chỉ việc Ctrl C. Cái việc của chúng ta là chúng ta chờ vài phút và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ qua cái phần check lỗi. Hoặc là đây các bạn thấy không? Không vấn đề ha. Đây, không vấn đề. Này, lỗi này không ảnh hưởng vì worker này đang kết nối đến các worker khác của những người khác đang đăng ký, được chưa? Nên không, cái lỗi này không quan trọng, có thể bỏ qua. Rồi, thường thì khi lỗi này thì worker vẫn chạy bình thường vì đã kết nối đến hash node nên mới nhận được IP và bot của các worker khác, được chưa? Cho nên cái này các bạn không phải lo được, mà cái quan trọng của chúng ta là chúng ta check cái này nè. Kiểm tra worker hoạt động hay không, được chưa? Enter. Rồi các bạn enter chỗ này, nếu như mà nó nhanh thì nó sẽ hiện ra cho các bạn ngay cái mã lỗi là 408.
Còn đấy, còn nếu như mà lâu, nó chạy một lúc lâu nó mới ra thì có mã lỗi là cái mã chúng ta, cái code của chúng ta là 200. Có nghĩa là worker của chúng ta đang hoạt động đúng và chuẩn. Các bạn không phải lo lắng vấn đề gì, được chưa? Rồi, tiếp theo là gì? Mình sẽ check ha, mình sẽ check cái này là mình mới topic 1. Bây giờ mình sẽ thử check topic 5 nha. Topic 5 thì các bạn sẽ phải thay cái giá trị ở đây cho mình nè. Cái giá trị của topic 5 ở đây sẽ là zone, được chưa ạ? Topic 3 sẽ là ETH. Và ở đây các bạn sẽ thêm một, sửa một cái giá trị nữa. Nếu các bạn không sửa đúng những cái giá trị này thì nó sẽ báo cho các bạn những cái lỗi sai ha. Đây, chỗ này các bạn phải sửa cho mình là topic 5, đúng không ạ? 5 thì sẽ ứng với zone, 3 sẽ ứng với BTH và các bạn enter. Rồi các bạn cùng chờ thử xem nó sẽ trả về cho chúng ta kết quả như sao, như thế nào. Đấy, một lúc lâu như thế này mà nó mới trả kết quả, có nghĩa là chúng ta sẽ, đấy các bạn thấy không, nó sẽ trả cho chúng ta cái code 200. Code 200 có nghĩa là gì? Chúng ta đã, nốt của chúng ta đã hoạt động một cách rất là chân chu, được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta bỏ qua, chúng ta tiếp tục với lại cài đặt cái worker 2. Thì worker 2 nó cũng sẽ tương tự như cái worker 1 thôi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ không nói gì mà mình sẽ tranh thủ mình làm cho các bạn xem thôi ha. Rồi, tiếp theo đây là chúng ta lại sửa cái file Docker Compose này, đúng không ạ? Nano. Rồi, thì như mình đã nói ở phần trước thì chỗ phải là cái chỗ này là Church Class này là các bạn thay bằng Sheetface, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách sửa ha. Ở phần trước mình chưa có chỉ cho các bạn. Đây. Alo, ra. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta đã hoàn thành cái cấu hình cái file Docker Compose các bạn ha. Tiếp theo, chúng ta sẽ chạy lệnh gì? Docker Compose up các bạn ha. Cài đặt hoàn tất các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ check log. Tiếp theo chúng ta vẫn sử dụng cái lệnh là Docker PS. Thì các bạn sẽ thấy được nè, nó sẽ chạy nè, topic 6 này, topic 2, topic 4, topic 1, topic 3 và topic 5. Bây giờ chúng ta sẽ check lần lượt topic 2 và topic 4 xem mọi chuyện nó như thế nào. Được chưa ạ? Copy. Với topic 2 thì chúng ta vẫn sử dụng giá trị. Chỗ này là ETH này các bạn ha. Chỗ này chúng ta vẫn sử dụng giá trị là ETH. Chúng ta chỉ thay cái topic bằng số 2 mà thôi.
Rồi enter. Đấy. À, các bạn nếu nó trả về giá trị như thế này ha, chúng ta sẽ xem code 200 là mọi thứ ok đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thử với lại topic 4 liên quan đến là BTC. À, những cái này thì các bạn có thể copy vào một cái file test ha, à, gì đó xong các bạn sửa rồi các bạn copy vô đây nó nhanh hơn ha, làm như mình thì nó hơi lâu. Rồi các bạn enter. Nếu nó trả ngay giá trị cho các bạn là nó sẽ thường nó sẽ về cái code cho các bạn là 408, thì lúc đó các bạn phải làm lại ha. Đây nó sẽ trả cho chúng ta về cái code là gì, 200, ok chưa? Có nghĩa là gì, à, node của chúng ta đã hoạt động một cách chuẩn chỉ. Và việc của chúng ta bây giờ là các bạn đơn giản, các bạn chỉ việc exit. Rồi, exit thêm một. À, mình xin lỗi, mình vừa làm một cái động tác hơi là ngu rồi. À, mình đánh chữ exit ở đây. Rồi, mình sẽ xin phép mình kiểm tra lại ha, không biết tại sao chỗ đó exit nó lại thoát ha. Doctor PS. À rồi, tất cả những cái này nó vẫn chạy bình thường ha. Exit đó có thể là thoát khỏi cái lệnh sụt của mình đó. Rồi exit thoát khỏi cái gì? Mình thoát khỏi cái VPS của mình. Rồi, để chạy khoảng tầm 24 cho đến 48 tiếng thì chúng ta sẽ thử vào trong cái trang web của chúng ta xem chúng ta có nhận được bond hay không, đúng không ạ? Đây, các bạn vào cái trang Alura website này. Được không ạ? Rồi, các bạn kết nối cái ví này. À, mình xin phép để mình đổi ha. À, thì thực ra là tất cả các ví của mình chưa có ví nào nó có bond hết các bạn ạ. Alura. À, cái ví mình phải coi cái ví nó tên là gì mới đúng, trật lất rồi các bạn. Mình nhiều ví quá cho nên là mình nhiều khi là mình nhức đầu luôn đó các bạn ha. Các bạn thông cảm cho mình. À, ví đây, đúng rồi các bạn ha. F3S. Đây các bạn cũng thấy cho mình là gì, F3S, và hiện nay mình chưa có bond, được chưa? Rồi thì mình sẽ khoảng tầm 24 đến 48 tiếng sau sẽ mình sẽ check lại xem số bond nó như thế nào. Ok, mình sẽ dừng video về hướng dẫn các bạn cài node Alura ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.